ở chỗ này thuê xe đạp 1 tiếng thì 300 yên, 2 tiếng 500 yên nhé. Giá cũng khá là rẻ. Bây giờ mình đang đi bộ đi tham quan đảo. Hôm nay trời thì mưa quá nhưng mà mình bất chấp thời tiết. Các chị em vẫn mặc áo chống nắng đi dưới mưa. Giới thiệu với các bạn, cây này là cây mía nha. Cây mía ở trên đảo Sakushima cũng có. Và mình đang đi bộ trên con đường khám phá hòn đảo này. Các bạn cùng đi theo chân với mình nhé. Cây này như là cây chanh nè. Trời ơi, thật là thân thiện quá đi. Ở trên đảo Sakushima đấy thì có tầm khoảng 200 hộ dân thôi. Ở đây cũng ít người mà. Hầu như là toàn những người già sống ở trên đây thôi. Cũng hoang sơ quá. Cảnh ở đây vẫn còn hoang sơ lắm. Kiểu như là nó cũng không phải là một khu tham quan du lịch hay gì ấy. Đây là cây biwa. Cây biwa này sâu quá, quả vẫn chưa chín. Theo cảm nhận của mình sau một hồi đi vòng quanh đảo ấy, mình thấy là nơi đây rất là yên bình, không có nhiều phương tiện giao thông. Ở đây nếu mà muốn đi lại ấy, thì chỉ có xe đạp thuê thôi. Đấy, không có nhiều phương tiện giao thông mà cũng không đông đúc, cũng rất là ít người đến. Thích hợp với những cái bạn nào mà muốn rời xa thành phố về đây để cảm nhận sự yên bình, hít thở không khí trong lành nhé. Chuyến đi của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share kênh cho mình nhé. Bye bye.